tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. Sáng ngày 2 tháng 3, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sau tuyên thệ của tân chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội tặng hoa tân chủ tịch nước. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.